Xin kính chào và mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long, thứ hai ngày 1 tháng 4. Chương trình có những nội dung chính sau. Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp chuyên đề pháp luật cho ý kiến 5 dự án luật trình tại kỳ họp thứ 7 để Quốc hội xem xét lần đầu. Vĩnh Long triển khai dự án cánh đồng xanh Ferrorize với mục tiêu kiểm soát quần thể và giảm thiệt hại do côn trùng gây ra cho đồng ruộng. Hôm nay 1 tháng 4, ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam, truyền hình Vĩnh Long có ghi nhận Vĩnh Long với công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo hướng bền vững. Sớm thi công hoàn thành tuyến đường tỉnh 902 đoạn qua xã Quế An, huyện Vũng Liêm là nội dung Một nghe người dân nói tuần này. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã họp với các bộ ngành địa phương về tình hình thực hiện dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đến Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với 9 tỉnh có dự án đi qua. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Phố Nối, tỉnh Hưng Yên đến Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình dài khoảng 519 km, có tổng mức đầu tư khoảng 22.356 tỷ đồng. Phấn đấu hoàn thành đưa vào vận hành công trình trong tháng 6 năm 2024. Trên toàn tuyến, các nhà thầu đang triển khai thi công móng đồng loạt tại 100% vị trí. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn đánh giá tiến độ dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu, song khối lượng công việc còn rất lớn để hoàn thành các dự án theo kế hoạch. Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương giải phóng mặt bằng, bàn giao hành lang tuyến để chủ đầu tư thực hiện công tác rải và kéo dây dẫn. Yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trực tiếp là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, tiếp tục đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực sớm hoàn thành xây dựng móng cột để triển khai lắp đặt cột, rải căng dây theo đúng tiến độ cam kết. Các nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị khẩn trương hoàn thành công tác chế tạo và vận chuyển đến công trường để lắp đặt đồng bộ. Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của dự án làm ổn định hệ thống điện quốc gia, bảo đảm điện cho miền Bắc trong những năm tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục phối hợp xử lý kịp thời các vướng mắc theo thẩm quyền. Với tinh thần tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì lợi ích của nhân dân, vì sự phát triển của đất nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tất cả các bộ ngành địa phương phải tập trung phối hợp triển khai đồng bộ các phần việc với phương châm dây không đợi cột, cột không đợi móng, móng không chỉ một người làm. Phấn đấu hoàn thành khung chính sách đền bù cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án trước ngày 10 tháng 4 năm 2024. Hoàn thành cơ bản các hạng mục dự án thuộc dự án ngày 20 tháng 6 năm 2024 để đóng điện vào ngày 30 tháng 6 năm 2024. Sáng nay, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự kiến trong 2 ngày 1 và 2 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến xem xét đối với hai nhóm vấn đề. Cụ thể, cho ý kiến đối với 5 dự án luật dự kiến trình tại kỳ họp thứ 7 để Quốc hội xem xét lần đầu, gồm luật phòng chống mua bán người sửa đổi, luật công chứng sửa đổi, luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ sửa đổi, luật công đoàn sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội cho biết lần đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét cho ý kiến hồ sơ dự án luật phòng không nhân dân. Đây là dự án luật mới nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng về chiến lược bảo vệ quốc Tổ quốc trong tình hình mới, được thông qua bằng nghị quyết 44 ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8. Nhóm vấn đề thứ hai, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, cán bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo Chủ tịch Quốc hội, ngày 1 tháng 7 năm 2024, thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Để xây dựng hệ thống thang bảng lương thì việc quan trọng đầu tiên phải xây dựng được vị trí việc làm. Nhấn mạnh từ nay đến ngày 1 tháng 7 còn 3 tháng, đây là công tác hết sức quan trọng. Sau phiên họp chuyên đề pháp luật, khả năng Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp tiếp ngoài phiên họp thường kỳ tháng 4 và tháng 5. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các ủy ban tăng cường phối hợp với các cơ quan của chính phủ sớm có tài liệu để cho các cuộc họp tiếp theo.
Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long tổ chức triển khai dự án cánh đồng xanh Ferrobrite tỉnh Vĩnh Long năm 2024. Đến dự có bà Lê Thị Thúy Kiều, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam, các đơn vị nước ngoài tài trợ dự án, nông dân tham gia dự án ở hai huyện Tam Bình và Vũng Liêm. Dự án cánh đồng xanh Ferrobrite thực hiện trên đồng ruộng, dựa trên việc đánh lạc hướng và làm mất khả năng bắt gặp của côn trùng gây hại bằng pheromone. Qua đó, nông dân có thể kiểm soát quần thể và giảm thiệt hại mà loại côn trùng này gây ra cho đồng ruộng. Tại buổi triển khai, các đại biểu và nông dân được các nhà khoa học từ dự án giới thiệu về pheromone, nguyên lý tác động và công dụng của pheromone trong việc quản lý côn trùng gây hại, hướng dẫn cách treo pheromone trên đồng ruộng và một số lưu ý đối với nông dân khi quản lý sâu hại bằng biện pháp này. 85% là con số mà chúng tôi muốn chia sẻ về cái hiệu quả giảm cái thiệt hại sâu hại mà M2R đã triển khai tại những cái địa điểm khác, quốc gia khác cho những cái loài sâu hại khác. Đối với cái loài sâu hại là sâu đục thân và sâu cuốn lá nhỏ ở Việt Nam thì kỳ vọng là có thể chúng ta sẽ đạt được cái kết quả là như thế. Tại Vĩnh Long, vụ hè thu năm 2024, dự án cánh đồng xanh Ferrorice được thực hiện tại huyện Vũng Liêm và huyện Tam Bình. Với tổng diện tích khoảng 10 hectare, gồm 10 điểm trình diễn. Tại mỗi điểm trình diễn, dự án sẽ đào tạo nông dân và cấp giấy chứng chỉ về quản lý dịch hại tổng hợp bằng công nghệ pheromone, hỗ trợ nông dân giảm thiệt hại do sâu đục thân và sâu cuốn lá nhỏ gây ra, thông qua việc sử dụng pheromone giúp tăng thu nhập cho nông dân. Đây là một cái giải pháp mà rất là hiệu quả trong cái biện pháp mà chúng ta hiện nay đang phát động cái sản xuất theo cái hướng an toàn nông nghiệp, tuần hoàn nông nghiệp xanh. Đặc biệt là trong cái đề án 03 của tỉnh ủy thì chúng ta cũng xác định là mục tiêu đến năm 2025 chúng ta sẽ có 1,5% cái diện tích sản xuất hữu cơ và đến năm 2030 thì chúng ta sẽ có 3%. Thì cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho chúng ta thực hiện cái đề án và nếu mà thành công thì cái hướng định hướng sản xuất của chúng ta nó sẽ đạt được nhiều cái tiêu chí cũng như nhiều cái thuận lợi hơn, nhằm từ đó thì nó góp phần là tăng được năng suất, tăng hiệu quả và bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe, làm cho sản phẩm chúng ta sạch, an toàn hơn và nâng cao được cái giá trị cho người dân. Dự án sẽ tiếp tục triển khai ở tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Long An. Kỳ vọng sau dự án này là chúng tôi sẽ tập huấn cho nông dân và chọn ra khoảng 30 nông dân nòng cốt để hướng dẫn lại cho nông dân khác. Chúng tôi cũng mong muốn bà con nông dân nâng cao thu nhập của mình từ việc nâng cao giá bán, giảm chi phí trong sử dụng thuốc trừ sâu hóa học và hướng đến một nền nông nghiệp phát triển bền vững hơn. Thời gian qua, nông dân phòng trị sâu hại trên đồng ruộng, trong đó có sâu đục thân và sâu cuốn lá nhỏ, chủ yếu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Bên cạnh hiệu quả mang lại thì giải pháp này cũng gây ra nguy cơ kháng thuốc đối với côn trùng, ảnh hưởng đến sức khỏe nông dân và môi trường đồng ruộng. Việc sử dụng pheromone để quản lý các đối tượng sâu hại trên đồng ruộng là giải pháp an toàn cho người nông dân và môi trường. Bên cạnh còn hỗ trợ nông dân sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn an toàn hữu cơ, qua đó nâng cao lợi nhuận cho nông dân. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Toàn dân Hiến máu tình nguyện 7 tháng 4. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh đến dự. Tại buổi lễ phát động, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo các cấp quán triệt quan điểm hiến máu là nghĩa cử cao đẹp nhân dân, hiến máu để cứu người. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, sinh viên nêu cao tinh thần nhân đạo, tình nguyện đi đầu, làm gương, vận động gia đình cùng nhau hiến máu tình nguyện, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động truyền thông, tuyên truyền để toàn dân cùng hưởng ứng hiến máu cứu người. Tại buổi lễ phát động, Ban Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức tiếp nhận 300 đơn vị máu của cán bộ, giáo viên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước, thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh hiện có hơn 20.000 người tham gia hiến máu, trong đó có gần 4.000 cá nhân hiến máu nhiều lần. Có người đến nay đã 66 lần hiến máu, 136 gia đình hiến máu tiêu biểu, 20 tập thể, 28 cá nhân tiêu biểu trong công tác vận động hiến máu tình nguyện. Sáng nay, Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Long và Phân hiệu Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long tổ chức hội nghị phối hợp công tác hướng nghiệp, tư vấn và tập huấn cho các trường trung học phổ thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Trong thời gian 2 ngày, đại biểu được chia sẻ các chuyên đề về gieo mầm hạnh phúc trong trường học, hướng dẫn đọc báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán năm đơn vị trường học, một số điểm cần lưu ý khi xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ tại đơn vị trường học, đồng thời thảo luận về giải pháp, cách thức để công tác hướng nghiệp tư vấn cho học sinh trung học phổ thông đạt hiệu quả. Ngoài ra, các đại biểu còn được bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết để nâng cao năng lực quản trị, quản lý, thực hiện nhiệm vụ tại trường học và được thông tin về định hướng đào tạo, chiến lược đa ngành bền vững của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030 cùng những chính sách mà phân hiệu Vĩnh Long dành cho người học ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị và các bạn, với tổng diện tích mặt nước gần 2.080 ha, tỉnh Vĩnh Long là địa phương có tiềm năng lợi thế phát triển nuôi trồng thủy sản. Những năm qua, ngành thủy sản của tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đóng góp vào sự tăng trưởng phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam, 1 tháng 4 năm 1959, 1 tháng 4 năm 2024, phóng viên truyền hình Vĩnh Long có ghi nhận về những nỗ lực trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Ngành nông nghiệp tỉnh trong những năm qua đã thực hiện nhiều giải pháp để bảo vệ tái tạo nguồn lợi thủy sản và xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, tình trạng khai thác thủy sản trái phép bằng thiết bị tận diệt cùng với biến đổi khí hậu và môi trường sống bị ảnh hưởng là những nguyên nhân chính làm cho nguồn lợi thủy sản trong tự nhiên dần bị suy giảm. Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ngoài tăng cường công tác kiểm tra trên các tuyến sông, kênh rạch, thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh còn phối hợp với các ngành liên quan thực hiện tốt việc tuyên truyền đến tận hộ dân, góp phần nâng cao nhận thức trong việc khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Nghe mà sự cá rất là nguy hiểm, rồi nó làm coi như là hủy diệt cái tài nguyên của mình, thành thử là tôi ý thức cái đó tôi không làm. Ngoài tổ chức kiểm tra tuyên truyền thường xuyên thì từ năm 2010 đến nay, Chi cục Chăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với các ngành liên quan và địa phương tổ chức gần 30 lần thả cá với hàng triệu con cá giống các loại ra môi trường tự nhiên. Qua đó đã góp phần phục hồi tái tạo các loại thủy sản đang bị suy giảm, tăng thêm trữ lượng thủy sản trong vùng nước tự nhiên trên địa bàn tỉnh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Năm nay là năm thứ ba em tham gia hoạt động thả cá này thì nó lại mang lại ý nghĩa rất to lớn với em, là giúp em là biết trân trọng và quý trọng hơn nguồn lợi thủy sản của nước nhà, giữ gìn lại cho thế hệ mai sau. Tái tạo nguồn lợi thủy sản, đây là một cái hoạt động nó mang một cái ý nghĩa rất lớn đối lại việc mà bảo vệ cái môi trường sinh thái. Bên cạnh đó, đây là một cái hoạt động rất là nhân văn, không những là nó làm cho cái môi trường của chúng ta nó càng ngày càng tốt đẹp hơn, mà nó là tạo sinh kế cho những người hoạt động khai thác thủy sản có cái đời sống được tốt hơn. Qua cái đợt phát động này, chúng tôi nhận thấy rằng có nhiều cái tác động tích rất là tích cực, từ hưởng ứng từ cái cộng đồng, từ các ban ngành đoàn thể địa phương đến các công ty doanh nghiệp và người dân. Đã rất là tích cực ủng hộ, nâng cao được cái nhận thức của cộng đồng, của người dân. Từ đó góp phần cho chúng ta vừa khai thác, vừa bảo vệ và kết hợp với nuôi trồng để đảm bảo được cái giá trị nguồn lợi và nâng cao được cái mức thu nhập cho người dân một cách ổn định, bền vững hơn. Nguồn lợi thủy sản dù đa dạng, phong phú nhưng không phải là vô tận. Bên cạnh những nỗ lực từ ngành chức năng, thì ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong khai thác và sử dụng phương tiện đánh bắt thủy sản theo đúng quy định pháp luật chính là biện pháp hữu hiệu để thực hiện thành công việc phát triển bền vững, đảm bảo vừa khai thác vừa bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Vì lợi ích trước mắt và lâu dài của xã hội, mọi người hãy ra sức bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Ban chỉ đạo 389 tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kế hoạch kiểm tra trong lĩnh vực xăng dầu năm 2024. Đối tượng kiểm tra là các cá nhân tổ chức hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, bao gồm các tổng đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh, các phương tiện thủy, đường bộ vận chuyển xăng dầu ngang qua địa bàn tỉnh. Nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào những nội dung như là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, hợp đồng đại lý, lĩnh vực, đo lường, lấy mẫu chất lượng hàng hóa khi cần thiết, hóa đơn, chứng từ, thời gian đăng ký bán xăng dầu, việc niêm yết giá bán xăng dầu và việc đảm bảo các điều kiện khác có liên quan.
Đợt kiểm tra nhằm tăng cường quản lý chất lượng mặt hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng găm hàng, ngưng hoặc hạn chế bán hàng mà không có lý do chính đáng, sản xuất kinh doanh xăng dầu giả kém chất lượng gây ảnh hưởng thiệt hại cho người tiêu dùng. Thời gian thực hiện kiểm tra từ cuối tháng 3 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long cho biết nhiệt độ cao nhất đo được trong ngày hôm nay 1 tháng 4 tại đài khí tượng là 36 độ C. Cơ quan này cảnh báo tỉnh Vĩnh Long đang bước vào đợt nắng nóng mới, có thể kéo dài đến 5 ngày tới. Riêng trong 2 ngày tới, toàn tỉnh có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất là từ 35 đến 36 độ C. Tại thành phố Vĩnh Long có nơi trên 36 độ C, ẩm độ tương đối thấp nhất từ 45 đến 55%. Thời gian xuất hiện nắng nóng trong ngày là từ 12 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long cũng lưu ý, nhiệt độ cao nhất giữa dự báo và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn, tùy thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Do ảnh hưởng của nắng nóng, độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu vực dân cư. Nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao. Bởi vậy, người dân cần đề phòng chủ động các biện pháp che chắn, chống nắng, giải nhiệt cơ thể để bảo vệ sức khỏe, cũng như có giải pháp phòng chống cháy nổ hiệu quả trong thời gian này. Nhận định về xu thế xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ nay đến ngày 10 tháng 4, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết là xâm nhập mặn tại khu vực trên giảm dần đến giữa tuần và sau đó tăng lên. Độ mặn cao nhất tại các trạm phổ biến ở mức cao hơn độ mặn cao nhất tháng 4 năm 2023. Theo đó, chiều sâu ranh mặn 4 phần ngàn trong thời kỳ này có khả năng xâm nhập trên các sông Dàm Cỏ Đông, Dàm Cỏ Tây là từ 75 đến 90 km, sông Cửa Tiểu, Cửa Đại là từ 50 đến 62 km, sông Hàm Luông là từ 60 đến 65 km. Sông Cổ Chiên là từ 45 đến 55 km, sông Hậu là từ 40 đến 55 km, sông Cái Lớn là từ 45 đến 50 km. Trước tình hình trên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp, phục vụ nông nghiệp và dân sinh, đồng thời cần hạn chế tưới nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất. Đối với diện tích trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, chịu mặn kém, trước khi tưới nước thì người dân cần kiểm tra nồng độ mặn. Bên cạnh việc lưu trữ và tiết kiệm nước, người dân cần phải lắp đặt các hệ thống lọc nước mặn để đảm bảo tốt nhất lượng nước sử dụng cho sinh hoạt và tưới tiêu. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Vĩnh Long, đường tỉnh 902 đã góp phần quan trọng vào việc kết nối giao thông các huyện, thành phố trong tỉnh. Đến nay, hơn 2/3 tuyến đường đã được thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, một đoạn qua xã Quế An, huyện Vũng Liêm với chiều dài khoảng 4 km sau nhiều năm thi công vẫn chưa hoàn thành. Chính quyền địa phương và người dân rất mong muốn đoạn đường này sớm đưa vào sử dụng để tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và sinh hoạt của người dân. Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường tỉnh 902 theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng có mức đầu tư trên 700 tỷ đồng. Kết nối giao thông từ thành phố Vĩnh Long đi qua các huyện Long Hồ, Mang Thít và huyện Vũng Liêm. Đến nay đã đưa vào khai thác trên 20 km, đáp ứng nhu cầu đi lại giao thương hàng hóa, tạo thuận lợi trong sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Điều này đã làm cho người dân rất phấn khởi. Bây giờ thì nó đẹp rồi, nó thuận lợi rồi, công ty rồi, đi cũng tới luôn cũng khỏe hơn. Nhà nước thì lo làm cái đường lộ 902 này để thuận lợi cho bà con, thuận tiện đi tới lui rồi đèn đồ sáng nữa, bằng đêm đi thoải mái luôn. Cái đường nó quá êm rồi là nó đi đứng dễ dàng. Nông thôn này mà được như vậy đó là quá mừng rồi. Cũng trên tuyến đường này, đoạn qua xã Quế An, huyện Vũng Liêm, chiều dài hơn 4 km, được triển khai thi công từ ấp An Quế đến gần bến phà Quế An, người dân rất phấn khởi. Tuy nhiên, hiện tại tình trạng mặt đường quá bụi bặm, làm cho người dân ở hai bên đường phải tìm mọi cách che chắn để hạn chế bụi bay vào nhà. Bụi quá trời bụi, bụi buôn bán không được, quán xá bán không được, bà con đóng cửa luôn. Bà con yêu cầu là làm cho nhanh, chứ giờ nó quá trời lâu rồi.
nó như thế này là cây trái nó thiệt hại nhiều lắm. Xe bự chạy ngang là không có thấy đường đi luôn á. Tách luôn vậy luôn, nguy hiểm luôn. Tôi cũng muốn cho cái đường này cho nó hoàn thiện, cho bà con nó bớt bụi với cho mấy học sinh nó đi nó đỡ bụi, cho nó an toàn. Ai cũng mong muốn là làm con đường lộ này cho nhanh. Rồi đừng có đổ đá gì nước lúc rồi lên cao lên thấp rồi trơn trượt quá bụi bặm ba quá, mong sao mà cho làm cho đường lộ rồi cho nhanh cho dân đi. Thì ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con dân. Thứ hai nữa là bụi rất là nhiều nên ảnh hưởng đến sinh hoạt của bà con dân cũng như đối với cây trồng cặp hai bên tuyến lộ. Ủy ban xã Quế An thì đề nghị cái đơn vị thi công thì thi công đảm bảo theo tiến độ theo quy định. Còn đối với cái chủ đầu tư thì kiểm tra đôn đốc nhắc nhở để đơn vị thi công cho nó đảm bảo theo yêu cầu đề ra. Hơn 8 tháng qua, việc lưu thông, giao thương hàng hóa và mọi sinh hoạt sản xuất của người dân nơi đây đã bị ảnh hưởng. Vì vậy, việc sớm hoàn thiện đoạn đường này là yêu cầu chính đáng của người dân. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Thưa quý vị, nằm trong chuỗi hoạt động lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá Cát Bà 31 tháng 3 năm 1959 và khai mạc du lịch Cát Bà năm 2024, Ngày hội khinh khí cầu huyện Cát Hải năm 2024 vừa được tổ chức tại Trung tâm Du lịch Cát Bà ở huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Sự kiện nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch, đồng thời tôn vinh và phát huy giá trị của di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà. Và sau đây, mời quý khán giả cùng đến với hình ảnh những chiếc khinh khí cầu rực rỡ sắc màu bay trên bầu trời trong ngày hội rộn ràng này nhé. Ngày hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức ở thị trấn Cát Bà không chỉ là hoạt động giải trí thú vị cho người dân và du khách mà còn tạo thêm điểm nhấn hấp dẫn, góp phần nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của du lịch Cát Bà. Và đến đây chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình này, quý vị có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.